19 điều tôi muốn gửi đến anh em trong năm mới không cần cố gắng thay đổi, hãy nỗ lực để nâng cấp bản thân sang một cấp độ mới. Đừng cố biến bản thân thành một người khác anh em sẽ không thể thành công được đâu. Thay vào đó hãy chăm chỉ và nỗ lực để nâng cấp bản thân trở nên tốt hơn, giỏi hơn. 19 điều dành riêng cho đàn ông để nâng cấp hoàn toàn bản thân trong năm mới. Anh em nên biết là một năm chỉ có duy nhất một bài viết thế này thôi. Chú ý lưu lại liền nhé. Một nếu anh em chưa biết đến đọc sách là gì, thì hãy dành một buổi sáng chủ nhật cố gắng đừng ngủ nướng thay vào đó thì ghé một quán cà phê sách yên tĩnh và ngấu nghiến một cuốn sách có thể lựa chọn một vài cuốn đắc nhân tâm nghĩ giàu làm giàu bước chậm lại giữa thế gian vội vã hai nâng cấp tủ quần áo anh em hãy nhớ là cách ăn mặc hoàn toàn ảnh hưởng đến triển vọng nghề nghiệp và cơ hội của mỗi người ba chọn lọc bạn bè mà kết giao kể cả những người mà bạn thường xuyên theo dõi trên các trang mạng xã hội 4. Anh em có thể học hỏi thêm nhiều kỹ năng ở trên YouTube và mở rộng cơ hội nghề nghiệp ở mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn. 5. Ngừng thói quen làm vừa lòng mọi người hay cố gắng để được yêu quý. Để tăng sự nam tính, anh em có thể áp dụng hàng ngày những thói quen đơn giản dưới đây. 6. Tham gia các sự kiện trong ngành. Một trong những cách hữu hiệu nhất để định vị bản thân vì một cơ hội nghề nghiệp tốt hơn chính là tham dự các hội thảo, hội nghị hoặc sự kiện liên quan đến ngành nghề của anh em. 7. Tìm thêm một công việc tay trái. Biết đâu nghề tay trái lại là cơ hội để anh em học hỏi nhiều hơn và nâng cấp bản thân mình đặc biệt là về kỹ năng chuyên môn. 8. Anh em đã từng rơi vào trường hợp không hề muốn nhưng lại bị yêu cầu làm và bạn cảm thấy rất khó chịu. Vậy thì trong ít nhất 30 ngày thử thách, hãy nói không với mọi yêu cầu bất hợp lý hoặc khiến bạn không mấy thích thú. 9. Mỗi ngày hãy nói chuyện với một người lạ, người cùng xếp hàng thanh toán với bạn. Với người đứng chờ đèn đỏ cùng bạn hay với bất cứ ai bạn muốn. 10. Dậy sớm hơn bình thường 30 phút đến 1 tiếng. 11. Chạy bộ và tắm nước lạnh. 12. Viết ra giấy mọi thứ bạn nghĩ. Vừa giải tỏa căng thẳng lại vừa tăng cường trí nhớ. 13. Khi chúng ta đang sẵn sàng bước sang năm 2019, một trong những câu hỏi anh em nên nhìn lại là anh em đang ở đâu trong mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên. Liệu bạn đang có mối quan hệ tốt đẹp với họ không? Đương nhiên với ý muốn ở lại gắn bó lâu dài thì cũng nên xem lại bản thân một chút và điều hòa mọi thứ. 14. Chia sẻ và truyền cảm hứng cho người khác. 15. Bớt khó tính và bớt hơn thua từng chút với bạn bè, đồng nghiệp hay cả người lạ nào đó. 16. Thích ai đó thì thổ lộ đi, đến nước này rồi còn ngại ngùng với trà tự ti. 17. Nếu đã có người yêu rồi thì hãy yêu thương và trân trọng cô gái ấy nhiều hơn nữa. Anh em sẽ cảm nhận được sức mạnh to lớn của tình yêu là gì. 18. Nếu có dự định làm quản lý cấp cao, đừng bao giờ từ bỏ suy nghĩ sẽ học thạc sĩ. Mặc dù tôi biết nhiều anh em sẽ có suy nghĩ chẳng tích cực mấy về điều này, nhưng bằng cấp cao có thể giúp anh em đảm bảo việc quảng bá bản thân như bạn mong muốn, gia tăng sự tự tin và giúp anh em có cơ hội nghề nghiệp tốt hơn khi tìm kiếm công việc mới. 19. Đọc xong bất cứ bài viết nào thú vị thì nên lưu lại hay ghi chú điều mình nên làm ngay lập tức. Đọc xong rồi lướt qua quên luôn thì bằng không mất công tôi ngồi căng não và lôi hết trải nghiệm của bản thân ra để viết